quê em An Giang, có sông Hậu, đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp thùy mị đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyến bao chàng. Chào mấy chị. Dạ, tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, giờ này thì buổi chiều mà ngày hôm nay là chọc lá thôi không được nữa. Ui dưới mưa lâm râm hoài. Nên một lòng mấy chị đều phải đốt than. Đốt than là mình hơ ba cái lá này mới được. Không có nắng để phơi nữa. Ở đây thì chị Hai với chị Chính thì đang lọc lá chuối. Và đây nguyên liệu hôm nay đó thì mình làm bánh chuối phai mì hả? À, bánh chuối phai mì. Phai mì này thì phai mì vàng thứ hôm bữa Tiết mua đó quý bà cô chú. Phai mì hôm bữa mua đó ai cũng khen ngon hết trơn, là đợt này Tiết lấy thêm nữa nè. Cái này hai gì mình gói bánh cắp đó thì mình gói bột nếp, còn này Tiết thế vô đó là phai mì. Thịt phai mì. Rồi mình nãy mình lấy cái da làm cái da, còn chuối này thì mình làm cái nhân nha. Bánh chuối phai mì. Cái này mỗi một cái bánh vậy là Tiết sẽ làm nửa trái nha. Cái này mình làm nửa trái chuối là vừa. Chẻ ra. Vậy em chẻ luôn hay gì chị? Lột cái nào chẻ cho nấy hay cách làm sao? Chẻ làm hai. Chẻ luôn phải không? Chẻ làm hai chứ. Cái này thì mình làm nguyên liệu nó cũng đơn giản nè. Cái này bột mì phảnh, đường, rồi muối gì thôi à. Chứ nó không có gì nhiều hết á. Với nước cốt sáng lấy hả chị? Bây giờ mình làm hấp, giờ này buổi chiều mình hấp tới tối. Cái sáng mình có bánh mình bán luôn à. Dạ, đâu chú chuối vậy? Chú này chú nhà hả chị? Chú cái này nhiêu nãy à? Chú nhà của mẹ đó. Mẹ chị hả? Ừ, mẹ chị đây. À, chứ không phải bên là má mình hả? Không. Chú chồng nhiều không mà của mẹ hoài á? Có chồng nhiều không? Không làm gì, chị đem gì có mấy đại. Vậy hả? Cũng bộn bộn, chị đem vậy như chân ăn rồi. Đếm tắt. Đem vậy. Để đếm là được nhiều rồi. Nhớ đồ. Một miếng vậy là ăn cho một trái rồi. Một trái hai miếng. Chú này lát mình cũng phải ướp đường chứ hả? Ướp đường muối mà phải không? Đường đúng rồi, ướp cho nó hả? Ướp đường gì, đường cát hay là đường không nốt? Cái này nó vàng rồi. Cái này nữa nó vàng đẹp. Ừ, nó vàng rồi. Nhưng không, mình làm màu. Với chuối này nó ngọt sẵn hết rồi, nó mùi, nó ngon ghê. Bánh này mình làm thì bán 5.000 cái với bà cô chú. 5.000 bánh. Mùi nha, thơm. Chuối này chuối lá sim phải không? Chuối lá sim. Chuối này ăn tốt lắm. Quên không còn cái mít cho bán. Mình kêu vô cái mít. Mít chín này hả? Bữa đó kêu chị chở mà chở không được. Nó cũng gửi nha, con vô con vô. Mỏi tay. Mỏi tay. Cái gì? Cũng có bận. Trời, vậy là mỏi tay. Hồi nãy em chả rồi đó chị. Chứ em coi cũng rảnh nó bằng bắp dế nữa. Rồi mưa rồi. Mưa nữa rồi. Hồi nãy mưa nữa rồi. Mưa này. Bữa nay khỏe. Nhà mình làm xong rồi khỏe. Khỏe rồi, hết sợ mưa rồi. Xà giọt hết bưng chạy rồi. Dạ giờ đó thì da với nhân đều có sẵn hết trơn rồi. Để trên rồi. Bây giờ bà con mình xúm lại gói nè. Chút để trên ngoài vậy nha. Này mình banh cái lớp phôi mì, cái mình để cho chuối trứng giữa, cái mình ụp lại, cái mình ụp gói.
Con ít để nới qua. Không mình thấy xương ta nhíu nữa. Khỏi mà. Dắt gì rồi, vậy là nó lấy luôn rồi đó. Rồi nó có nhiều chuyến giữa rồi đó. Bột cây chinh miếng chuối quá. Cho mà hai miếng chuối. Thấy đường không mà hai? Thấy. Nơi đây là mấy cái thành phẩm hết trơn rồi nè. Rồi mình đâu có bột là hả? Mình chỉ làm gì thôi không? Mình sản xuất thôi. Mình đã gì rồi cái mình hấp cách thị đúng không? Cái nó dính rồi. Cái bánh này có làm dấu không? Bánh đẹp bánh xấu không? Đây. Bánh đẹp là của ai? Bánh xấu là của ai? Đẹp là của Út. Đẹp của Út hả? Xấu của ai hả? Chắc xấu của ai già quá. Em ai mà nói xấu là của tôi. Trời ơi, già xấu là của tôi. Có thứ hai bàn là bàn ngoài này rồi bàn trong đó nữa. Trong đó ba người. Cái quán này để tên vô. Làm dấu. Đánh nước sơn vô làm dấu. Cái của ai ngắt khúc làm dấu gì đây nghe người nữa nhớ nha. Có mày ghi tên vô đó. Đâu cái của bà hai đâu bà hai. Rồi cái bà hai cho nhỏ vô bà hai. Bằng mắt. Không nhỏ đâu dày. Trời ạ, bắn mắt quá đã chơi rồi bà. Để trời không có không mắt đâu. Không mắt đâu. Không mắt đâu nữa rồi. Gái bà hai là giỏi nhất. Không được. Bự chút bà hai ơi. Cái cổ của con vừa đẹp mới vừa bự nữa nè. Nghe chưa? Quá mắt rồi. Ta đã đâu. Cái của người ta đẹp ghê không? Bà để duyên thì chặt bên này ra bên đây nó tẹt. Trời mới lỗi nhỏ. Coi nè, coi nè. Mắt ấy sợ thiệt chứ. Lấy lại là 2 triệu tròn tròn. Cái bánh này 5 ngàn quá, mình ta vô là ta mua bánh con không nè. Nè chưa. Kìa kìa đó. Cái bánh ta bự hơn. Đây bánh 5 ngàn này nó mới xứng đáng nè. 5 ngàn nó mới im đó. Bà hai bắt mắt quá bà hai ơi. Bánh 5 ngàn vậy đó chị hai. Mình có 5 ngàn rẻ chị hai. Trời mưa nữa rồi, mưa nữa rồi. Sao mỗi lần mình làm bánh là mưa ta? Trời đang mưa nó quý bà cô chú ơi. Nhờ hơn. Nhà mình lập thiết lên nè cho nên là nó không có xà giọt nữa. Mưa lâm găm nữa rồi. Cái này gói hình như lẻ hả không mà hay? Với đông người làm lẹ. Nhà 5 ngàn dễ ăn mát. Gặp chị Giang, chị Thao. Mày có chỗ khí gì nữa. Ổn chia, lại chơi chi. Chị ấp chi cục quá. Cái mẻ đầu tiên chín rồi nè quý bà cô chú. Này mình hấp 2 mẻ hết bánh này. Là để lên từ đó bỏ đi. Đây. Đó này được cả này. Còn nóng hả? Đúng. Lột nữa không chứ?
Vậy thôi sáng mình lột luôn đi. Giờ lột nó còn dính không? Dính nó còn dính. Sáng nó còn nóng nha. Sáng nó dẻ bánh đẹp. Rồi rồi đâu rồi? Để xài chứ đâu. Này chắc này nó dịu dịu nó nguội vậy nè. Tí ra mở ra thử một cái à. Mình thử xem nó như thế nào nha. Đó, đây bánh nó trồng hết sức trồng này. Nó màu vàng. Đẹp cái bánh. Sáng mình có nước cốt mình chan lên cái nữa, muốn nó giật. Dạ đây bánh nó thì hồi tối hấp mà được 2 mẻ. Tổng cộng nhiêu cái vậy chị Sáu, hồi tối có đếm không? 70 đó. Chẳng luôn là 70 cái với bà cô chú. Để em hai thử hai cái hả? Còn 70 chẳng. Dạ. Yeah. Anh Tấn có dặn là ưu tiên trong nhóm với M2 với bé Su. Anh sợ đây là chào người ngoài không đưa cho mấy đứa nhóm. Mà lát này mấy bé chưa tới mà. Đây là cái bánh này là tiết mình lột ra thử với bà cô chú cái dĩa này nè. Rồi đây cái dĩa này chút cho bé Su đi. Dạ thì em với bé Su một dĩa này là ăn đủ rồi anh Tấn ơi. Đây mình dùng cái dĩa này. Em cảm ơn anh Tấn luôn nè. Để ụp lấy về đây là dùm gì hai. Dạ thì hồi đêm hôm thì đang hấp bánh thì được anh Tấn mảo hết cái phần bánh này luôn để mà trao tặng cho bà con ở sớm rồi. Dạ thì giờ này sáng sớm một trời chưa mọc nữa thì mấy bé cũng hay mấy bé đứng xếp hàng để nhận bánh. Dạ em rất là vui và cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều nha. Em chúc anh có thật nhiều sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui và thành công trong công việc của anh. Dạ giờ đó thì Tiết sẽ trao đó là mỗi một phần là 2 bánh với một bịch nước cốt này. Nước cốt này thì Tiết phân ra sẵn luôn. 2 cái bánh như gì? Ủa? Đúng rồi, nó dính vô. 2 cái. Xém để 3 cái luôn. Nè con. Xém mắt cứu. Giỏi. Sao mấy con hay giỏi vậy? Dạ, tại vì mấy con hay con cái, nhiều. Ba cái. Ủa sao? Ở cặp vô gì hết đó hả? Nó dính chặt đó. À, nó dính hả? Nhà mấy con ở đâu? Dạ, trên chẳng. Giữa cồn á. Giữa cồn hả? Dạ. À. Con sao? Con này mấy sao? Giữa cồn luôn. Con cảm ơn chú. Giỏi. Nhà giữa cồn luôn. Mà biết ở đây cho bánh luôn hay ha. Vậy đâu có ngày này con đi cái cá chưa? Dạ, nhà nào cũng đi xuống đây coi hả? À, xem coi có ai cho tặng gì không hả? Cảm ơn. Giỏi. Mấy con không có học hè hả? Dạ, đi tập bơi hè. À, chỉ tập bơi thôi chứ không có học hè hả? Dạ. Cảm ơn chú. Giỏi. Mình coi lại đi rồi để nó dính. Dạ con cảm ơn chú. Giỏi. Lấy cho má hai luôn nè chị. Dạ con cảm ơn chú. Này chị lấy cho má hai đi. Kìa bỏ gà thôi để cho ba lấy đi. Chị nè chị lấy giùm An đi chị. Nè. Cảm ơn Tấn nghe. Nè chị lấy cho mấy đứa luôn đi. Dạ. Giờ này chưa có nào vậy hết. Chưa đem được chị Châu cái hả? Chị này gọi cho chị Châu. Châu lấy đi cho. Là chị Châu em gửi. Cảm ơn. Dạ. Nè mà hai luôn. Qua đây nè. Bánh này ngon nhưng mà mình chỉ gói bán thôi, mình không có gói số lượng nhiều. Mà hai đi. Mà hai cảm ơn. Dạ cô chú Tấn. Tấn giò hả? Dạ anh Tuấn bên Cali. Chính tướng mình Cali vậy. Dạ chị hai, đưa chị hai trước. Sáng này ăn phải tốn tiền. Cảm ơn chị Tướng nha, con xin cho căng men ăn bịch luôn. Cây cơm men hả? Tiên cơm men, không đi tiên đi. Đấy hồi hết. Cây cơm men thấy ngon quá. Có anh Tuấn có dặn là để trong nhóm nữa. Rồi. Bánh mình làm ngon cái bà con đồn ra cái mình cũng thấy vui nữa. Cây ngăn phải không? Từng vi
Đừng quay. Chúc cho mấy đứa cảm ơn sao đi. Đừng quay. Rồi con gì ta? Tiền. Tiền. Nhà chưa hết hả? Tiền. Bánh tặng nè chú ơi. Ba Yên. Mình ăn không hả? Tặng. Ba Yên. Ba Yên. Rồi còn đứa nào nữa không? Nhà. Nhà đúng không? Còn ai nữa mà. Tổng cộng mấy đứa? 6 đứa đó. Chị đếm 2, 3, 4, 5, 6 đủ rồi. 6. Rồi, em cảm ơn anh Tấn luôn nha, em nhận cho mấy bé nè. Rồi chị có ăn không? Ăn em tặng phần luôn nè. Thôi đi, chị với ăn đứa ngựng bánh. À rồi, chị với ăn ngựng bánh. Rồi. Qua đây con. Để hết. Có nhiều. Để chị gõ. Cảm ơn. Dạ. Để con. Để con cảm ơn. Rồi. Cái này dì hai ăn được nè dì hai ơi. Cái nào muốn cá hả? Không ăn bánh này hả? Ăn bánh này không? Bánh này thì tặng muốn cá ăn tính tiền. Xin cho tính ba ăn phần nữa không có. Được ba vlog không? Cá có không? Dạ không. Rồi, cảm ơn được. Rồi dì có ăn bánh này không? Có không? Bún cua ăn chín chưa? Dạ chín. Chín đựng vớt cua được rồi. Dạ. Ăn nước. Ăn nước rửa cái. Ngon quá. Chị bé xó bánh tặng nè chị. Dư chất đạm rồi. Dư đạm rồi hả? Đạm rồi. Cử cử luôn. Lấy đựng nó muốn nha. Chị ốc nãy giờ lấy chưa? Chưa. Chị cho em gửi chị. Dạ, con tính dạ. Tặng. Bánh à. Dạ. Mở ba, bánh hả ba ơi. Buổi sáng ăn bánh này cho nó ngọt ngào. Dạ. Cậu Sáu, bánh cậu Sáu ơi. Bánh nhà làm. Ăn rồi cho ý kiến luôn. Cho ý kiến rồi ngon làm sao gói nữa. Dạ. Yeah. Mà Út mình hả? À nè, chị lấy cho ông phần mà Út luôn đi. Nói chung là bà con ở xóm thì lại tiếp tiếp á. Hôm qua có một Út qua mặn. Thì bánh dư thì mình chia ra ăn, còn thiếu thì thôi. Em cảm ơn anh Tấn luôn nha, lấy cho Út. Này mình cho rất là sớm luôn. Tại bữa nay Tiết đi có việc á. Tiết có việc cho nên mình tranh thủ mình cho sớm. Sớm hơn mỗi khi. Tiết rất là sớm luôn. Chấm sáu. Để lấy bánh luôn nè Thiếu. Cảm ơn luôn. Này còn mấy phần nữa. Ai lẹ lẹ chân thì mới còn. Bánh này hơi ít. Mà tối gói gì còn dư lá hả chị? Dư lá bữa nay làm bánh gì nữa đi. Bánh bao chiên. Bao chiên con bánh bao chiên. Ờ chú còn nhiều mà. Chú còn mấy mấy quầy. Ờ bánh bao chiên nó còn tặng tặng bán. Tặng tặng chị. Bánh pha chú, bánh chú phơi mì. Rồi cảm ơn. Dạ. Chú phơi mì. Đâu thỉnh thoảng con cũng có bán bánh đó chứ. Tại không thấy gì hai. Chạy xe qua đây luôn con. Ở nhận bánh chưa? Nãy giờ nhận chưa? Chưa, chạy xe qua đây. Rồi, đậu đó đi, đậu đó đi. Khỏi xuống xe, đậu đó đi, đậu đó đi. Cái này bạn hay em? Anh bé số mình nhận bánh không? Ừ, chở con. Rồi, chở em về đi. Thì hai anh em ở lớp là tới đây. Hai anh em ai? Không.
ốc thằng Lan hả? Lon lấy bánh hả Lon? Nó mua đồ cho con rồi. Dạ. Ừ. Anh đoán số của anh không nè? Không. Không hả? Chưa biết nhiêu tiền. Này đủ miếng phần luôn ha. Nó không có lẻ. Gần hết rồi con. Còn bao nhiêu phần nữa? Đi. Còn phần cho anh kẹp nữa nè, anh kẹp đủ nè. Qua lấy phần đi, hai đứa hai phần. Ừ, rồi đủ luôn rồi đó. Nè anh kẹo. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi hai bé đó ngượn phần đó đủ luôn. Giờ đủ hai anh em luôn đó. Cái này phải anh em không? Anh em đây. Vậy hả? Nè con. Rồi sao? Rồi sao? Cảm ơn. Ừ. Vậy hả? Không nghe. Rồi. Ủa giờ nó cốt chị? Rồi hết luôn anh Tấn ơi. Dạ con cũng có mong muốn để gửi tặng cho tụi con những chiếc bánh đón sáng nè. Dạ con cũng chúc chú rất là tình sức khỏe, vui vẻ và thành công trong công việc á. nhiều và đã ủng hộ cái phần bánh để tặng cho bà con. Dạ một lần nữa em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Dạ cuối clip và cho Tuyết gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tuyết. Dạ Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.